Cái ông này á, lúc mà ông xếp hàng, ông đợi lấy bột mì á, ông mới suy nghĩ trong đầu là tại sao mà mình phải làm bánh mì mà mình không làm mì, và có cách gì á mình bảo quản được cái bột mì này lâu hơn không? Đó, từ đó ông mới nghiên cứu, ông làm thành cái mì gói, mì không phải mì gói mà kêu bằng mì ăn liền được lâu. Nhưng mà cái vấn đề là lúc đậu nó không bảo quản được lâu, nó dễ bị mốc. Sản 3 độ ha. Một bịch nước chấm. Phần mì của mình có giá là 42.000 nha các bạn. Thử
Ngon, cũng ngon tươi. Ngon. Nói chung nước dùng này là mình thấy hết rồi đó. Mấy hộp khô dĩa mình. Tuy nhiên á, hồi nãy mình có nói là không có kim chi, rồi thiếu sốt. Mà cũng còn giòn, nói chung chất lượng cũng ok. Và bữa nay thì 42.000 cũng được. Cái nước dùng nó ngon, nước là ngon, mình ăn 3 độ nhưng mà không có cay lắm, nhưng mà thấy càng ăn càng ngon. Kiểu mình thích nước đậm đà. Các bạn ăn mì, mì ăn liền nhiều, các bạn có biết nguồn gốc nó đâu? Nguồn gốc của nó là từ Nhật Bản. Một cái ông kia tên là Ando Monofuku, là ông phát minh ra. Ông phát minh ra sao? Là hồi đó vào cái thời mà Thế chiến thứ hai á, Thế chiến thứ hai kết thúc á, là Mỹ á nó viện trợ cho Nhật là cái bột mì để làm thực phẩm đó. Nên là người ta làm bánh mì, Mỹ nó ăn bánh mì mà, kiểu như hot dog, hamburger rồi là cũng bánh mì. Còn cái người châu Á mình là thích ăn mì, đặc biệt là Nhật là nó có mì udon. Cái ông này á, lúc mà ông xếp hàng, ông đợi lấy bột mì á, ông mới suy nghĩ trong đầu là tại sao mà mình phải làm bánh mì mà mình không làm mì, và có cách gì á mình bảo quản được cái bột mì này lâu hơn không? Đó, từ đó ông mới nghiên cứu, ông làm thành cái mì gói, mì không phải mì gói mà kêu bằng mì ăn liền, là ông hút hết nước trong cái bột á để có thể bảo quản được lâu. Nhưng mà cái vấn đề là lúc đầu nó không bảo quản được lâu, nó dễ bị mốc đó. Nên một cái bữa kia là ông vợ ông chiên cái gì đó trong gia đình không biết nữa, ông vô tình ông làm cái mì gói, ông rơi vô trong cái cháo dầu đó, và ông phát hiện ra là cái dầu chiên mì mà mình chiên trong dầu lên thì nó hút hết được nước, xong rồi nó bảo quản được lâu, nó giòn ngon hơn và trụng vô nước nó lại nhanh chín hơn đó. Từ đó là ông phát minh ra cái mì ăn liền, mà đâu phải là bạn vô tình mang làm rớt mì vô là được đâu. Người ta phải có kiến thức về, người ta biết là phải hút hết nước trong bột ra, nó phải làm sao để bảo quản cái này nọ các kiểu. Nên đó là vô tình lụm được cục sành thiệt, giống như Newton rớt quả táo lên đầu nghĩ ra định lực, nhưng mà cơ bản là phải giỏi trước, rồi những cái vô tình nó mới biến mình một người thành một người khổng lồ. Mình thì nghĩ vậy thôi, mình thì chưa lụm được cái vô tình nào hết. Mà báo châu Á có một lần là tôn vinh ổng là một trong 20 người ảnh hưởng nhất châu Á. Tôi thấy là ổng là ảnh hưởng nhất thế giới luôn. Ở đâu trên thế giới người cũng ăn mì chứ, thật giàu cũng ăn, nghèo cũng ăn, thậm chí có mấy ông sắc hưng rồi ông cũng nói ông cũng ăn mì, đúng không? Đó, và giống như hồi đó nhà báo Lại Văn Sâm với tỷ phú, ủa không phải, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, trước lúc ông giàu thì ông ở bên Đông Âu á, ông cũng làm về ngành mì đó, không lẽ ông làm không ăn sao? Mà ông này ổng sinh đúng thời điểm, ổng sinh ổng làm này ra sau Thế chiến, gặp ổng mà làm trước Thế chiến là thế giới này nguy hiểm. Các bạn nhớ hồi đó lúc mà phát xít Đức đánh Liên Xô, lúc mà đánh vô nước Nga lạnh quá đó, mới chơi không lại Hồng quân thôi, thì có thiếu lương thực thực phẩm rồi, gặp mà có mà ăn liền này, như bây giờ mà đổ nước sôi vô là đánh no là phát xít nó chơi tưng bừng luôn. Nó không chừng ông này ông hại người chứ không phải cứu người như bây giờ đâu. Nước ngon. Thôi bây giờ mình sẽ ăn tiếp cái phần mì của mình. Nói chung là cái phần mì này 42.000 là mình thấy cũng ok với thời điểm này, mưa gió lạnh gì mà mình ăn mì cay là đúng bài ha. Mà cay quá các bạn nhớ uống trà sữa bê mang nha. Uống sữa vô là nó bớt cay lại, bớt cay.
Vậy bữa nữa mình sẽ làm một cái video về một số món ngon ở Bến Tre. Mình sẽ đi Bến Tre, đặc biệt ở đó là cái món hủ tiếu Bến Tre rất là ngon. Các bạn chờ đợi video của mình nha. Rồi bây giờ thì bye bye.